thử thách khắc kỷ. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1: Thông tin chi tiết về thử thách khắc kỷ của William B. Irvine. Phần 2: Tổng quan. Nếu chủ nghĩa khắc kỷ được tóm tắt trong một mệnh lệnh, thì đó sẽ là: Đừng lo lắng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu bạn đồng ý với điều đó, thì bạn nên tìm hiểu sâu hơn về chủ nghĩa khắc kỷ. Nói thì có vẻ dễ hơn làm. Chúng ta thường lo lắng về những điều mà chúng ta biết mình không thể kiểm soát, nhưng chúng ta không thể không làm. Nó sẽ không phải là một thách thức nếu nó dễ dàng. Trong The Story Challenge 2019 của William B. Irvin, hãy khám phá suy nghĩ của các triết gia cổ đại về việc vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Mặc dù chủ nghĩa khắc kỷ có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại, nhưng sự khôn ngoan của nó vẫn được áp dụng cho cuộc sống hiện đại. Chiến lược khắc kỷ có thể giúp bạn biến đổi những thất bại trong cuộc sống và xem chúng như những cơ hội để trở nên bình tĩnh hơn, cứng rắn hơn, can đảm hơn và kiên cường hơn. Phần 3. Thông tin chi tiết từ phần giới thiệu và phần 1. Một các nhà khắc kỷ tin rằng chúng ta có khả năng phản ứng linh hoạt trước nghịch cảnh. Hai họ phát hiện ra rằng khi xem thất bại là bài kiểm tra tính cách của mình thay vì bất hạnh, chúng ta có thể thay đổi đáng kể phản ứng cảm xúc của mình đối với chúng và phát triển khả năng giữ bình tĩnh khi đối mặt với nghịch cảnh. Ba điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là phản ứng của chúng ta với nghịch cảnh. Chúng tôi không kiểm soát được những gì xảy ra với mình, nhưng chúng tôi có quyền kiểm soát cách chúng tôi phản ứng với nó. Bốn các nhà khắc kỹ không vô cảm. Họ chỉ là ít cảm xúc hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Họ đã cố gắng giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực và tối đa hóa những cảm xúc tích cực của mình. Năm những người theo chủ nghĩa khắc kỷ nghĩ rằng để trở thành một người tốt, bạn phải có khả năng nhìn mọi thứ đúng như bản chất của chúng, chứ không phải như bạn mong muốn. Sáu đôi khi, ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, một cái gì đó bất ngờ xảy ra. Nó có thể xảy ra tại nơi làm việc, ở nhà hoặc khi bạn đang đi du lịch. Một cái gì đó bạn nghĩ sẽ xảy ra không xảy ra bạn phải đưa ra một kế hoạch mới bảy chủ nghĩa khắc kỷ là một triết lý dạy bạn cách đối phó với những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn nếu bạn mất việc bạn vẫn có thể hạnh phúc nếu bạn bị ung thư bạn vẫn có thể hạnh phúc chủ nghĩa khắc kỷ là học cách hạnh phúc bất kể điều gì xảy ra tám các nhà khắc kỷ nghĩ rằng chúng ta có thể giảm chi phí cảm xúc của những thất bại bằng cách sử dụng chiến lược thử nghiệm Ý tưởng là chúng ta nên coi những thất bại là bài kiểm tra khả năng phục hồi và tháo vát của mình, như thể chúng được các vị thần khắc kỹ thiết kế để thử thách chúng ta. Chính mặc dù chúng ta không kiểm soát được thế giới nhưng chúng ta vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Cách để làm điều này là cải thiện bản thân. Chúng tôi làm điều này bằng cách học hỏi từ những sai lầm của mình và học hỏi từ những sai lầm của người khác. Mười những người khác nhau phản ứng với thất bại khác nhau. Một số rất nhạy cảm với thất bại, ngay cả một vấn đề nhỏ cũng sẽ có tác động lớn đến trạng thái cảm xúc của họ. Họ cảm thấy bất lực và thất bại và đóng vai nạn nhân. Tuy nhiên, những người khác coi thất bại là một cơ hội học tập. 11 khi tức giận, chúng ta có hai lựa chọn: bày tỏ sự tức giận hoặc kìm nén nó. Nếu chúng ta kìm nén nó, nó có thể bén rễ trong chúng ta và đi vào một dạng trạng thái ngủ yên, chỉ để hồi sinh sau đó. Tốt nhất là bộc lộ sự tức giận của chúng ta để chúng ta có thể buông bỏ nó ngay lập tức. 12 Tất cả chúng ta đều trải qua những thất bại. Ngay cả những thiên tài nổi tiếng nhất mọi thời đại cũng có những thất bại trong cuộc sống mà mọi người có thể nghiên cứu và học hỏi. 13 Khi đối mặt với những thất bại, chúng ta có thể hỏi, làm thế nào tôi có thể biến thất bại này thành một cơ hội? Làm thế nào tôi có thể biến thất bại này thành một bước đệm? 14. Khả năng phục hồi là khả năng phục hồi sau nghịch cảnh. Người kiên cường không bị nghịch cảnh đánh bại. Họ không nản lòng sau thất bại. Họ không cảm thấy tiếc cho mình. Thay vào đó, họ chấp nhận những thất bại trong sải chân như một phần của cuộc sống. Họ có thể đối phó với chúng và tiếp tục. 15 phản ứng tốt nhất đối với nghịch cảnh là chấp nhận nó một cách triết lý, không phàn nàn, sau đó cố gắng biến nghịch cảnh thành cơ hội bằng cách tìm cách đạt được điều gì đó tốt đẹp từ nó. 16 các nhà khắc kỷ tin rằng sự bất công tràn lan trong đế chế La Mã và nhiều người phải chịu đựng điều đó. Họ cũng tin rằng họ có thể và nên làm gì đó. 17 Trở thành nạn nhân sẽ an toàn hơn là trở thành anh hùng, bởi vì nếu bạn là nạn nhân, bạn có thể đổ lỗi cho người khác về các vấn đề của bạn, nếu bạn là một anh hùng, bạn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. 18 Khả năng phục hồi là một kỹ năng, chẳng hạn như đi xe đạp hoặc nói ngoại ngữ mà bạn phát triển khi luyện tập. Phần 4. Thông tin chi tiết từ phần 2. Một bạn là một sinh vật bị phân chia vì bạn có cả cơ thể và tâm trí. Tâm trí của bạn được chia thành phần ý thức và phần tiềm thức. Do bản chất trung tâm của tâm trí có ý thức của bạn, bạn hoàn toàn quen thuộc với các hoạt động của nó, điều tương tự không thể xảy ra với tiềm thức của bạn. Hai khi bạn gặp thất bại tiềm thức của bạn cố gắng tìm ra lý do tại sao và có xu hướng đổ lỗi cho người khác về điều đó nó cũng có xu hướng khiến bạn cảm thấy như mình bị đối xử tệ cảm xúc của bạn sau đó tham gia và bắt đầu hét vào mặt người mà tiềm thức của bạn đang đổ lỗi ba những người theo chủ nghĩa khắc kỷ cổ đại tin rằng cuộc sống là một loạt các bài kiểm tra trong đó các vị thần kiểm tra khả năng của bạn để đối phó với nghịch cảnh bốn các nhà khắc kỷ nhận ra rằng mọi người có xu hướng trở nên phi lý khi họ bị kìm kẹp bởi những cảm xúc mạnh mẽ họ có khả năng đưa ra những quyết định tồi tệ và thậm chí họ có thể làm những việc nguy hiểm năm chúng ta có thể sử dụng sức mạnh trí óc để thay đổi cảm giác của mình ngay cả khi hoàn cảnh bên ngoài không thay đổi sáu các nhà khắc kỷ cổ đại đã đi trước các nhà tâm lý học hiện đại rất nhiều họ đã sử dụng hiệu ứng mỏ neo để có một cuộc sống trọn vẹn hơn họ sẽ định kỳ tưởng tượng cuộc sống của họ có thể tồi tệ hơn như thế nào điều này sẽ làm cho họ cảm thấy biết ơn về những gì họ đã có bảy bằng cách nghĩ về việc mọi thứ có thể tồi tệ hơn như thế nào những người theo chủ nghĩa khắc kỷ đã cắm một chiếc mỏ neo vào tiềm thức của họ một cách hiệu quả ngay cả khi họ không nghĩ về điều đó theo thuật ngữ tâm lý học hiện đại họ nhận ra rằng chúng ta thường coi mọi thứ là điều hiển nhiên và vì vậy bạn nên tưởng tượng mình không có chúng tám bạn không cần phải là thiên tài để thực hành hình dung tiêu cực bạn có thể làm điều đó trong vài giây ở bất cứ đâu và miễn phí thật đáng kinh ngạc khi một kỹ thuật mạnh mẽ như vậy lại dễ học chính neo neo là khuynh hướng nhận thức khiến chúng ta sử dụng mẫu thông tin đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu về một chủ đề để hình thành ý kiến sau đó chúng tôi gắn bó với ý kiến đó ngay cả khi chúng tôi tìm hiểu thêm bởi vì thông tin đầu tiên vẫn còn neo trong tâm trí của chúng tôi 11 kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để đối phó với nghịch cảnh là khung hình hài hước, có nghĩa là pha trò về tình huống đó. Nhiều nhà tâm lý học tin rằng sử dụng kỹ thuật này giúp chúng ta đối phó tốt hơn với những tình huống khó khăn và buồn bã nhất. 11 bằng cách dàn dựng một tình huống tai hại một cách hài hước, chúng ta có thể ngăn nó làm hại mình về mặt cảm xúc và điều này rất quan trọng, vì tổn hại về tinh thần mà chúng ta trải qua sau đó có thể lớn hơn nhiều so với tổn hại về thể chất. 12 khung thử nghiệm khắc kỹ là một cách để biến thất bại thành một thách thức. Chìa khóa của khung hình là tưởng tượng rằng bước thụt lùi là bài kiểm tra sức khỏe của bạn, giống như một trò chơi. Bạn tưởng tượng rằng các vị thần đang thử thách bạn để xem bạn có thể ứng phó với nghịch cảnh như thế nào. Phần 5. Thông tin chi tiết từ phần 3. Một khi gặp nhiều thất bại, bạn nên tập trung vào vấn đề nghiêm trọng nhất. Bạn không nên buồn bã. Thay vào đó bạn nên cố gắng bình tĩnh. Nếu bạn tức giận khi gặp thất bại, bạn sẽ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Hai, khi bạn đối mặt với thất bại, thử thách lớn nhất là ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực nảy sinh. Ba, nhiều người tham gia vào các phong trào thay đổi xã hội nghĩ rằng tức giận là một cách tốt để thể hiện rằng bạn quan tâm đến sự bất công. Điều này là đúng, nhưng có một nhược điểm. Nếu tức giận, bạn có thể kiệt sức và bỏ cuộc trước khi hoàn thành mục tiêu của mình. Bốn các nhà khắc kỷ tin rằng vũ trụ được điều hành bởi một sự quan phòng thiên liêng. Đó là lý do tại sao họ tự gọi mình là những người theo chủ nghĩa khắc kỷ từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là trực tự. Họ tin rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được kết nối với nhau và tất cả chúng ta đều là một phần của một tổng thể lớn hơn. Năm các nhà khắc kỷ nghĩ rằng vũ trụ là một cỗ máy khổng lồ, được vận hành bởi một vị thần quyền năng đến mức có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ngài không độc ác hay tàn bạo, nhưng ngài có một kế hoạch dành cho chúng ta bao gồm thử thách chúng ta bằng nghịch cảnh sáu chúng tôi là một phần thần thánh và một phần động vật chúng ta có một tâm trí giống như thần có thể hiểu được vũ trụ nhưng chúng ta cũng có một tâm thức động vật có thể tức giận hoặc khó chịu chúng tôi không có nghĩa là để được hoàn hảo chúng ta sinh ra để được thử thách để chúng ta có thể phát triển bảy tóm lại chủ nghĩa khắc kỷ nói về việc tận dụng tốt nhất cuộc sống ngay cả khi những điều tồi tệ xảy ra, tám các nhà khắc kỷ tuân theo một số quy tắc để sống. Một trong số đó là đếm đến 10 trước khi bạn tức giận, ý tưởng là bằng cách đếm đến 10, bạn cho phép cơn giận của mình có thời gian để hạ nhiệt, để nó không bùng phát. Hãy dừng lại và suy nghĩ trước khi nói. Chính nếu bạn bị xúc phạm, bạn có thể cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng nếu bạn có trí tưởng tượng tốt, bạn có thể tự nhủ rằng đó là cơ hội để thể hiện sự kiên cường và khéo léo của mình, đồng thời rằng bạn có thể kiểm soát bản thân và không để lời nói ảnh hưởng đến mình. Phần 6. Thông tin chi tiết từ phần 4. Một nghịch cảnh thật khó chịu, nhưng nó tốt cho bạn. Nếu bạn không bao giờ gặp bất kỳ nghịch cảnh nào trong đời, bạn sẽ không bao giờ biết bạn mạnh mẽ như thế nào. Vì vậy, nếu bạn có thể coi nghịch cảnh là cơ hội để thể hiện sức mạnh và tính cách của mình, bạn sẽ dễ dàng đối phó với chúng hơn hai cuộc phiêu lưu theo trường phái khắc kỷ là điều bạn làm đầy thách thức và khó khăn và bạn có thể biến nó thành một trải nghiệm học tập ba bản thân lười biếng là tiếng nói bên trong bạn cố gắng khiến bạn làm những việc có hại cho mình chẳng hạn như bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn đó là một phần trong tâm trí bạn chưa bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì bốn chèo mạnh hơn là phép ẩn dụ cho việc hít thêm một hơi thêm một bước thêm một vòng thêm một cú đánh. Bạn đang chèo chống lại cái tôi lười biếng của mình. Nằm dễ dàng làm những việc mà bản thân lười biếng của bạn thích hơn những việc mà con người thật của bạn thích. Cách để đối phó với bản thân lười biếng là bắt nó làm những việc mà nó không muốn làm. Nó sẽ không thích điều đó, và nó sẽ phàn nàn, nhưng bạn có thể bỏ qua những lời phàn nàn. Xấu vì mọi người ghét thất bại nên họ miễn cưỡng thừa nhận đã làm như vậy. Do đó, họ che giấu những thất bại của mình không chỉ với người khác mà còn với chính họ. Điều này thật đáng tiếc, vì không thừa nhận một thất bại, họ không thể học hỏi từ nó, và một thất bại do đó trở thành hai. Bảy các nhà khắc kỷ tin rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là đức hạnh và điều đó đạt được bằng cách sống hài hòa với thiên nhiên. Họ cũng tin rằng cuộc sống tốt đẹp liên quan đến việc phát triển bốn đức tính cơ bản, trí tuệ, công bằng, dũng cảm và tự chủ. 8. Nếu bạn muốn thành công trong một công việc đầy thách thức, bạn cần phải hoàn toàn nhận ra rằng bạn có thể sẽ gặp rất nhiều thất bại. Người thành công là người làm những điều mà người không thành công không muốn làm. Chính bạn có thể tránh hầu hết các thất bại bằng cách thực hiện các bước để tránh bị bất ngờ bởi các sự kiện không mong muốn. 10. Nếu chúng ta cố gắng tiếp xúc với những thứ khiến chúng ta không thoải mái về thể chất hoặc tinh thần, Chúng ta có thể rèn luyện bản thân để cảm thấy thoải mái với chúng và do đó mở rộng vùng an toàn của mình. 11. Các nhà khắc kỷ không ủng hộ việc chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng của mình bằng cách đối mặt trực tiếp với chúng. Thay vào đó, chúng ta nên đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng của mình bằng cách dần dần tiếp xúc với chúng với liều lượng nhỏ và an toàn. Chúng ta nên làm điều này cho đến khi chúng ta không còn sợ chúng nữa. 12. Một cách rèn luyện tốt để đối mặt với nghịch cảnh là rèn luyện tính dẻo dai, bao gồm thực hiện các thử thách được thiết kế để giúp bạn kiên cường hơn. Rèn luyện sự dẻo dai nên liên quan đến cả những thứ khiến bạn khó chịu về mặt cảm xúc và thể chất. 13. Khi bạn cứng rắn hơn, bạn có thể tăng cường đào tạo của bạn. Bạn có thể đi bộ nhanh hơn, chạy hoặc chạy nước rút. Bạn cũng có thể nhịn ăn cả ngày mà không cần ăn. Điều này sẽ khiến bạn tự tin về khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp. Lỡ bữa cũng không sợ. 14 các nhà triết học khắc kỷ không phản đối việc trải nghiệm những cảm xúc tích cực. Họ chỉ nghĩ rằng chúng tôi không nên cho phép mình quá vui mừng trước vận may của mình. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ dễ gặp xui xẻo hơn. 15 các nhà khắc kỷ khuyên nên suy ngẫm về cái chết của bạn, ngay cả khi bạn vẫn còn trẻ và có sức khỏe hoàn hảo. Bởi vì dù muốn hay không thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ chết mười sáu tất cả chúng ta sẽ chết vì vậy chúng ta nên cố gắng tận hưởng khoảng thời gian còn lại bạn thật may mắn khi được là người phàm mười bảy bạn có thể đã trải qua thời thơ ấu mà không biết gì về tỷ lệ tử vong của chính mình sau đó có lẽ để đáp lại cái chết của một con vật cưng hàng xóm hoặc người thân bạn phát hiện ra rằng mọi thứ sẽ chết một thời gian sau đó bạn chợt nhận ra rằng mình cũng sẽ chết 18 bạn không thể coi thiên đường là điều hiển nhiên vì bạn không biết nó là gì. Nếu bạn ở trên thiên đường và bạn không hài lòng với thiên đường thì bạn không ở trên thiên đường. 19 nếu bạn sắp chết, bạn không thể làm gì với nó, vì vậy bạn nên tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát, chẳng hạn như thực hiện nhiệm vụ của mình, giúp đỡ người khác và tận hưởng thời gian còn lại. Phần 7. Phong cách của tác giả giống như những người theo chủ nghĩa khắc kỷ mà anh ấy nói đến phong cách của William B. Ở vài rất rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề. Anh ấy viết ngắn gọn và đưa ra quan điểm của mình chỉ bằng nhiều từ cần thiết. Kết quả là một tác phẩm chỉ có 50, 000 từ, mặc dù có 16 chương. Ở vài sử dụng những câu ngạn ngữ và ví dụ phổ biến từ cuộc sống hàng ngày để kết nối trí tuệ khắc kỷ với cuộc sống hiện đại của chúng ta. Phần số 8. Góc nhìn của tác giả. Quan điểm của William B. Ơ ừ, vai về chủ nghĩa khắc kỷ đã được trau dồi trong những năm ông làm giáo sư triết học tại Đại học Bang White. Anh ấy tuyên bố mình là một học sinh của chủ nghĩa khắc kỷ và sống theo nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Anh ấy đang truyền bá những lời dạy của mình thông qua việc giảng dạy và viết lách, cũng như xuất hiện với tư cách khách mời trên podcast và video YouTube. Ơ ừ, vai đã xuất bản 7 cuốn sách và ông cũng đã viết cho Huffington Post, Salon, Time và BBC. Phần 9 đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về thử thách khắc kỷ của William B. Irvine. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Quan điểm của Irvine về chủ nghĩa khắc kỷ đã được trau dồi trong những năm ông làm giáo sư triết học tại Đại học Bang Wai. Anh ấy tuyên bố mình là một học sinh của chủ nghĩa khắc kỷ và sống theo nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Anh ấy đang truyền bá những lời dạy của mình thông qua việc giảng dạy và viết lách cũng như xuất hiện với tư cách khách mời trên podcast và video YouTube. vai đã xuất bản 7 cuốn sách và ông cũng đã viết cho Huffington Post, Salon, Time và BBC. Phần 9. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về thử thách khắc kỷ của William B. vai Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Quan điểm của vai về chủ nghĩa khắc kỷ đã được trau dồi trong những năm ông làm giáo sư triết học tại Đại học Bangwai. Anh ấy tuyên bố mình là một học sinh của chủ nghĩa khắc kỷ và sống theo nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Anh ấy đang truyền bá những lời dạy của mình thông qua việc giảng dạy và viết lách, cũng như xuất hiện với tư cách khách mời trên podcast và video YouTube. Irvine đã xuất bản 7 cuốn sách và ông cũng đã viết cho Huffington Post, Salon, Time và BBC. Phần 9. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về thử thách khắc kỷ của William B. Ở vai. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Và anh ấy cũng đã viết cho Huffington Post, Salon, Time và BBC. Phần 9. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về thử thách khắc kỷ của William B. Ở vai. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Và anh ấy cũng đã viết cho Huffington Post, Salon, Time và BBC. Phần 9. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về thử thách khắc kỷ của William B. Irvine. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.